Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang tranh thủ quãng thời gian tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria để chuyển vật tư và thiết bị y tế cần thiết đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Phát biểu họp báo tại thành phố Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi trở về từ miền Bắc Syria, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Rich Brennan cho biết, WHO đang tận dụng cơ hội do quyết định đình chỉ trừng phạt mang lại để thực hiện một số hoạt động hỗ trợ dịch vụ y tế cho Syria. Chúng tôi không chỉ cần thuốc men, vật tư, vaccine, mà chúng tôi còn cần các thiết bị quan trọng như máy chụp x quang, thiết bị phẫu thuật. Vì vậy, chúng tôi đang đánh giá chi tiết hơn về những nhu cầu đó, và chúng tôi sẽ tiến hành rất rất nhanh để tận dụng cơ hội quan trọng này để hỗ trợ y tế cho Syria. Tôi tin rằng mọi thứ đang đi đúng hướng để hỗ trợ y tế nhanh và đầy đủ nhất cho người dân Syria. Theo thống kê của WHO, 7 bệnh viện và 145 cơ sở y tế ở Syria đã bị hư hại do động đất, phần lớn trong số đó nằm ở khu vực tây bắc nước này. Syria đã và đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp trừng phạt kinh tế suốt một thập kỷ qua, lại phải hứng chịu thêm trận động đất, khiến nền kinh tế nước này càng kiệt quệ, người dân càng thêm khó khăn.